Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nút giao Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh, đối diện với khách sạn EU. Và bây giờ là 2 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 2013. Thật là tình cờ khi ngày hôm nay thì tôi đi làm về muộn và thấy hai bà cháu đang ngồi ở đây. Hai bà cháu có một con cảnh rất là khó khăn, không có nhà để về. Những cháu thì đang bị ốm, một người bà thì phải đi nhặt từng cái lon này một để bán lấy tiền để cho cháu chữa bệnh. Tôi thật sự là không kìm được lòng của mình vào đây để ủng hộ một chút gì đó thôi. Nhưng tôi thấy rằng là một mình tôi ủng hộ thì sẽ không bao giờ giúp cho hai bà cháu cũng cuộc sống tốt đẹp hơn được. Chính vì vậy tôi làm clip này, hy vọng rằng quý vị, các bạn nếu ngẫu nhiên gặp hai bà cháu đang ngồi ở đây thì hãy vào để ủng hộ một chút gì đó để hai bà cháu có một cuộc sống vui vẻ hơn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị qua rất nhiều. Đây là người cháu nhỏ tuổi và rất là hồn nhiên. Nếu quý vị gặp gỡ thì hãy ủng hộ hai bà cháu nhé. Đây, 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 cháu ở đây nào, ra đây nào. Đây, đây, chào đi, chào mọi người đi nào. Chào mọi người, chào đi. Chào. Chào. Chào nào. Bà. Bà đấy, bà đấy. Vâng, thưa quý vị, quả thật là rất là khó khăn và tôi hy vọng rằng nếu thật sự mọi người có tấm lòng thì hãy qua đây để mà ủng hộ và cháu từ thiện là tâm thôi. Chính vì vậy là chút gì đó nhiều hay ít cũng là để giúp cho cháu tốt đẹp hơn. Cảm ơn.